Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Kế hoạch mở rộng đối tượng tuyển quân đã được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ tháng 6, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đến nay vẫn chưa ký bất chấp áp lực từ quân đội. Thay vào đó tuần trước, Ông Zelensky yêu cầu chính phủ và các lãnh đạo quân đội soạn thảo kế hoạch toàn diện hơn, phù hợp hơn với một quốc gia kiệt sức vì xung đột và chuẩn bị bước vào một mùa đông khắc nghiệt nữa. Điều này làm chậm kế hoạch triển khai dự kiến đã được Quốc hội Ukraine thông qua nhằm giảm độ tuổi nhập ngũ trong thời chiến đối với Nam giới từ 27 xuống 25. Ông Roman Kostenko, một nghị sĩ trong Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đáng lẽ luật phải có hiệu lực rồi, vì Quốc hội hoàn toàn ủng hộ, việc tuyển quân đang diễn ra một cách khó khăn. Sự chậm trễ cho thấy Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực cho quân đội. Trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm mà vị tướng hàng đầu của nước này cho rằng đã rơi vào bế tắc. Cuộc tranh luận về tuyển quân diễn ra trong bối cảnh không khí u ám đang bao trùm Ukraine khi chiến dịch phản công không mang lại kết quả như mong đợi, gây cảm giác rằng cuộc xung đột sẽ không sớm kết thúc. Ukraine đang đứng trước viễn cảnh sắp hứng hàng loạt tên lửa trong mùa đông tới. Bên cạnh đó là nỗi lo về việc các đồng minh có thực hiện đúng cam kết chuyển giao vũ khí hay không. Những yếu tố đó khiến tính toán chính trị của ông Zelensky ngày càng khó khăn hơn. Trước đó, RT dẫn lời bà Mariana Bezukleya, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine chưa từng công bố kế hoạch chiến lược cụ thể nào cho năm 2024, trong khi cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn bà Bezukleya viết trong một bài đăng trên Facebook khi đề cập đến việc tướng Zaluzny muốn huy động thêm binh sĩ. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzny đã không thể đưa ra kế hoạch cho năm 2024. Cũng theo bà Bezukleya, lập trường của các tướng lĩnh Ukraine về cuộc xung đột trong năm tới đang tạo ra trở ngại lớn đối với Quốc hội Ukraine khi lập kế hoạch ngân sách cho năm 2024. Cũng theo bà Bezuklea, tướng Zaludny và các chỉ huy hàng đầu khác cho đến nay vẫn chưa trình bày bất kỳ kế hoạch chi tiết nào về huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hoặc về nguồn tài trợ cần thiết cho một số lữ đoàn mới mà họ dự định thành lập. Thay vào đó, quân đội Ukraine chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ cần phải tuyển thêm không dưới 20.000 binh sĩ mỗi tháng. Bà Bejuklea nhấn mạnh, nếu quân đội Ukraine không thể đưa ra bất kỳ kế hoạch nào cho năm 2024, và tất cả các đề xuất huy động của họ đều dẫn đến thực tế là cần thêm người mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với quân đội, thì Bộ Tư lệnh hiện tại phải ra đi. Quân đội Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS để bắn hạ một tổ hợp phòng không bốc M2 của Nga. Cuộc tập kích diễn ra tại vùng Khe Sơn, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Tính từ tháng 2 năm 2022, Nga đã mất khoảng 50 hệ thống bốc. Bốc còn có biệt danh cây sồi là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, hệ thống này đã được cải tiến nâng cấp liên tục với các phiên bản mới nhất mang tên Bốc M1, Bốc M2, Bốc M3. Một tiểu đoàn bốc đầy đủ bao gồm một xe chỉ huy, một radar trinh sát và sáu xe phóng tên lửa. Mỗi xe có bốn quả tên lửa ở trạng thái sẵn sàng, bốn quả dự trữ, Radar của tổ hợp Bốc M2 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 120 km, cho phép khóa đồng thời 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35 km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nổ nặng 70 kg. Ở diễn biến liên quan, không quân Ukraine đã đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này bay cực thấp, gần mặt đất trước khi leo dốc trở lại lên bầu trời. Không rõ đoạn video được quay khi nào và ở đâu, không quân Ukraine cũng không tiết lộ lý do chiếc MiG-29 lại bay thấp tới vậy. Đoạn video được đăng tải vào thời điểm các phi công Ukraine thường phải sử dụng chiến thuật bay tầm thấp để tránh bị radar phát hiện và dẫn tới khả năng bị tên lửa đất đối không đuổi theo sau. Việc bay thấp như vậy có thể đem lại lợi thế nhất định nhưng cũng có nhiều rủi ro. Mối đe dọa từ các khẩu đội tên lửa đất đối không của cả hai bên trong cuộc chiến, từ S-300 và S-400 của Nga, cho đến sự kết hợp giữa các hệ thống của Liên Xô và phương Tây mà Ukraine sử dụng, đã ngăn cản cả hai bên đạt được ưu thế trên không. Cả Nga và Ukraine vẫn điều máy bay xuất kích làm nhiệm vụ, nhưng chúng thường bay cách xa tiền tuyến để đảm bảo an toàn. Trong suốt cuộc xung đột hiện nay, có nhiều video cho thấy máy bay của Nga và Ukraine bay tầm thấp, nhưng không thấp tới mức như chiếc MiG-29 trong đoạn video mà không quân Ukraine vừa đăng tải. Guy Snodgrass, cựu phi công hải quân Mỹ cho hay, khi bay ở độ cao rất thấp, máy bay sẽ khó bị radar hay các hệ thống khác phát hiện. Nếu radar có phát hiện, góc phóng tên lửa sẽ hẹp hơn nhiều so với khi máy bay ở độ cao lớn hơn. Theo Snodgrass, bay thấp có thể không quá khó, nhưng đòi hỏi một số kỹ năng nhất định. Bay thấp hơn không hẳn là khó hơn, Mặc dù nó tốn nhiều công sức hơn và đòi hỏi sự tập trung cao hơn, phần lớn thời gian được dành để tập trung vào việc tránh địa hình, điều này làm giảm thời gian thực hiện các nhiệm vụ cấp cao hơn như quét radar, trao đổi qua radio hoặc để điều hướng, cựu phi công Mỹ cho hay. Ở độ cao hơn, phi công có nhiều thời gian hơn để phản ứng và có thể dễ dàng tránh việc vô tình đâm máy bay của họ xuống đất. Phi công Snowgrass nói thêm, "Tốc độ là sự sống, còn độ cao là bảo hiểm nhân thọ." Đó là một sự đánh đổi. Bay ở độ cao thấp hơn khiến đối phương khó phát hiện và giao chiến với máy bay hơn, nhưng nó cũng có khả năng khiến máy bay có nguy cơ gặp sự cố cao hơn. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay bên lề hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Bruxelles, ý tưởng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được. Ý tưởng trên được một số cựu quan chức cấp cao NATO đưa ra, trong đó có cựu tổng thư ký NATO Anders Rasmussen và cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, ông James Stavridis. Ông Kuleba đã chỉ trích đề xuất này trước thêm cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ukraine và các Ngoại trưởng NATO. Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ nhận định cho rằng phương Tây đã mệt mỏi vì xung đột ở Ukraine, khẳng định sự thiếu hụt trong việc cung cấp vũ khí không liên quan đến việc này. Tuần trước, tờ Bills của Đức đưa tin, các quan chức Mỹ và Đức muốn ký ép nhượng bộ cũng như tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, là những nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Hai nước này đang hạn chế cung cấp vũ khí mới, song vẫn duy trì hỗ trợ ở mức tối thiểu để tránh quân đội Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Nói về nguồn cung vũ khí tại trụ sở của NATO, Ngoại trưởng Ukraine cho biết ông không có lý do gì để cho rằng phương Tây không thể cung cấp những gì Kiev mong đợi vì thiếu ý chí chính trị. Ngoại trưởng Kuleba nói, nhưng tôi có lý do để tin rằng nhiều công việc kỹ thuật cần được tiến hành để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine cho biết, trong số 1 triệu đầu đạn pháo EU cam kết hỗ trợ, chỉ 300.000 đầu đạn đến tay Kiev. Ông tuyên bố Ukraine vẫn kiên định với các mục tiêu của mình, khẳng định không có gì có thể ngăn cản chúng tôi. Ở một diễn biến liên quan, một số ngoại trưởng trong cuộc họp của NATO ở Bruxelles thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đã không thể tạo ra đột phá. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijakto cho hay, Ngoại trưởng Peter Sijakto cho biết kế hoạch ban đầu cho Ukraine là đánh bại Nga trên chiến trường và gây ra những hệ quả chính trị cho Moscow. Ông Peter Sijakto nhận định, trong một cuộc họp báo, tôi nghĩ hiện nay mọi người đều có thể thấy, mặc dù họ có lẽ không thừa nhận rằng kế hoạch trên đã thất bại ngoại trưởng hungary nói các mục tiêu và hy vọng vào cuộc phản công của ukraine đã tan biến bởi không có sự thay đổi lớn trên chiến trường và không có đột phá kể từ khi nó bắt đầu điều này đã được nhiều người ở đây thừa nhận dù vẫn là sự thừa nhận kín đáo và thận trọng Tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã hối thúc các nước thành viên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho rằng điều này cũng nằm trong các lợi ích an ninh của chúng ta. Ông Jens Stoltenberg cũng tuyên bố NATO sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể. Ông cho biết các thành viên NATO đã cung cấp hơn 100 tỷ euro, tương đương 109 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đánh giá vào đầu tháng này rằng việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine có tác động không đáng kể trên tiền tuyến và cho rằng bất chấp việc nhận được các vũ khí mới từ nato chính quyền kiev vẫn đang thua moscow cho rằng việc cung cấp vũ khí cho ukraine khiến các nước nato trên thực tế là những bên tham gia vào xung đột